Trước những tín hiệu báo động về các cuộc chuyển quân ồ ạt của Cộng sản Bắc Việt vào tháng 2 năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã tăng cường lực lượng phòng thủ ở mặt trận phía bắc tỉnh Kon Tum. Trung đoàn 47 bộ binh và sư đoàn 22 bộ binh cùng với Bộ Tư lệnh Tiền phương sư đoàn và một thành phần tiếp vận từ Bình Định lên khu vực Tân Cảnh Đắk Tô. Tại Tân Cảnh, Bộ Tư lệnh Tiền phương đóng chung với Bộ Chỉ huy Trung đoàn 42 bộ binh, một trong 4 trung đoàn cơ hữu của sư đoàn, đã đóng quân tại đây từ trước. Căn cứ này gần ngã ba quốc lộ 14 và tỉnh lộ 512. Toàn bộ cuộc chuyển quân hoàn tất vào ngày 8 tháng 2 năm 1972. Đến ngày 1 tháng 3, Thiếu tướng Lê Ngọc Triển, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, bàn giao chức vụ chỉ huy sư đoàn cho Đại tá Lê Đức Đạt, tư lệnh phó sư đoàn, để về Bộ Tổng tham mưu nhận chức tham mưu phó hành quân. Ngay sau khi nhận chức tư lệnh, Đại tá Đạt đã điều động các phòng tham mưu chính lên Tân Cảnh. Bộ Tư lệnh Tiền phương trở thành Bộ Tư lệnh hành quân sư đoàn. Trở lại với chiến trường Tân Cảnh, trước khi Cộng quân mở cuộc tấn công cường tập vào căn cứ này, lực lượng bố phòng tại đây gồm có Trung đoàn 42 bộ binh, 2 pháo đội 105 và 155 ly, 1 chi đội M41 và 1 chi đội M113, một đại đội công binh chiến đấu. Vào ngày 23 tháng 4 năm 72, lực lượng Cộng quân gồm các đơn vị của Sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt phối hợp với các đơn vị đặc công, thiết giáp thuộc B-3 đã khởi động cuộc tấn công vào vòng đai Tân Cảnh. Trong ngày 23 tháng 4 năm 72, Cộng quân đã pháo kích dồn dập vào căn cứ. Địch quân mở một trận hỏa công bằng đủ loại pháo, trong đó có hỏa tiễn dây điều khiển Sager 13 để làm tê liệt các chiến xa và công sự chiến đấu của lực lượng trú phòng. Từng chiến xa M41 đang nằm trên các vị trí phòng ngự để bảo vệ trung tâm hành quân sư đoàn đều bị trúng đạn. Tiếp đó, vào 10 giờ 30, trung tâm hành quân cũng bị trúng đạn địch bắn trực xạ. Hệ thống truyền tin bị hủy hoại, một số quân nhân thương vong. Buổi trưa, với sự giúp đỡ của các cố vấn Hoa Kỳ, một trung tâm hành quân tạm thời đã được thiết lập chung với trung tâm hành quân sư đoàn 22 bộ binh, với các máy móc truyền tin lấy từ hệ thống dành cho các cố vấn. Thế nhưng, Đại tá Lê Đức Đạt, tư lệnh sư đoàn, đã từ chối cùng với các sĩ quan Hoa Kỳ trong ban cố vấn sư đoàn đến làm việc tại trung tâm hành quân mới. Ông đã ở lại bộ chỉ huy cũ đã bị tan hoang cùng với vị đại tá Tôn Thất Hùng, tư lệnh phó, vài sĩ quan thân tín trong bộ tham mưu cùng với một máy truyền tin liên lạc. Buổi chiều, đại tá Lê Đức Đạt cho lệnh các pháo đội của sư đoàn phản pháo vào các vị trí tình nghi là pháo binh của địch đặt súng nhưng không có kết quả. Cùng lúc đó, từ trung tâm hành quân mới, các cố vấn Hoa Kỳ đã hướng dẫn không quân thực hiện phi vụ không yểm, oanh kích vào các mục tiêu của Cộng quân dựa theo báo cáo của các cố vấn trung đoàn. Nỗ lực của các cố vấn Hoa Kỳ vẫn không có hiệu quả do thời tiết quá xấu đã hạn chế phần quan sát. Ngoài ra, hệ thống phòng không dày đặc của địch đã bắn chặn các oanh tạc cơ và chiến đấu cơ của không quân Việt Mỹ. Đến gần tối, một thành phần đặc công Cộng sản Bắc Việt đã xâm nhập vào vòng đai phi đạo của căn cứ và đặt chất nổ phá hủy một bãi đổ đạn dược gần đường bay. Trong khi đó, Cộng quân tiếp tục pháo kích dữ dội vào khu vực trung tâm của căn cứ. Vào nửa đêm, các đơn vị của Trung đoàn 42 phòng thủ quanh vòng đai căn cứ quan sát thấy 15 chiến xa địch di chuyển theo hướng Nam đến Tân Cảnh. Trong tình hình nguy kịch nên Sư đoàn 22 khó tiến hành một kế hoạch nào kịp thời để ngăn chặn Cộng quân, ngoại trừ một trận pháo ở mức độ nhỏ của pháo binh và đợt phản pháo dữ dội nhưng không có kết quả của đối phương. Trong khi đó, hai chiếc cầu trên quốc lộ 14 ở hướng Nam đến Tân Cảnh vẫn để nguyên vẹn nên chiến xa của địch đã di chuyển dễ dàng trên lộ trình chuyển quân. Khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 72, 15 chiến xa T-54 của Cộng quân bao vây căn cứ Tân Cảnh. Vào lúc này, 10 chiến xa M41 và M113 bảo vệ bộ tư lệnh đã bị địch bắn cháy 8 chiếc. 2 chiếc còn lại thuộc thiết đoàn 22 đã ở trong tình trạng bất khẩn dụng vì bị đứt dây xích. Lúc 9 giờ đêm, quận trưởng Đắk Tô báo cáo lên Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Chiến xa địch xuất hiện, chạy qua ấp Đa Brung, hướng về quận lỵ Đắk Tô. Trung tâm hành quân Sư đoàn 22 liền xin Spectre C-130 lên ngăn chặn. Khoảng 2 tiếng sau, C-130 xuất hiện trên vòng trời Tân Cảnh, dùng hồng ngoại tuyến phát hiện thêm được 18 chiến xa tiến từ Tây sang Đông, hướng về Đắk Tô. Vào khoảng nửa đêm, đàn chiến xa này quẹo về Nam, theo quốc lộ 14 xuống Tân Cảnh. Vì nhận thấy có một sự đụng độ lớn và không thấy sư đoàn ra lệnh phản công, nên Đại tá Kaplan, cố vấn trưởng sư đoàn 22, đã tập họp ban cố vấn lại để lưu ý mọi người về kế hoạch đào thoát và lẩn trốn. Rồi ông tập trung họ trong một pháo đài để chờ lệnh. Cũng trong thời gian này, Spectre C-130 báo cáo có 3 chiến xa địch bị hạ tại ấp Đắk Brung. Vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 4, một thành phần thuộc đoàn Cộng sản Bắc Việt tấn công vào cao điểm ở phía đông Tân Cảnh, gần ngôi chùa Phật giáo. Đồng thời, 2 thiết vận xa PT76 LM xuất hiện ở phía bắc kho đạn Tân Cảnh. Sau khi dừng lại, chúng phất cờ ra hiệu cho nhau. Vào lúc này, tinh thần kỵ binh các cấp lên rất cao. Cả 2 chi đội trưởng, chi đội 1 và 2 chiến xa tại Đắk Tô và Ben Het, theo dõi đội hình trên tần số chỉ huy của chi đoàn, đều xin trở về với chi đoàn để chiến đấu. Đại úy Giang, chi đoàn trưởng, liên lạc với thiết đoàn để xin chấp thuận cho tập trung để điều động toàn khối. Nhưng có lẽ thiết đoàn gặp trở ngại truyền tin nên không thấy đáp nhận. Trên bầu trời Đắk Tô, chiếc Spectre C-130 đang bắn chặn đoàn thiết xa địch tiến từ Đắk Tô xuống Tân Cảnh. Ở hướng đông, một hỏa long C-47 của Không quân Việt Nam cũng đang yểm trợ cho đơn vị bạn đang bị địch tấn công. Ngoài phi cơ nói trên và pháo binh yểm trợ trực tiếp, vào lúc này sư đoàn 2 bộ binh không nhận được một sự yểm trợ hỏa lực nào khác. Cho đến 3 giờ sáng ngày 24 tháng 4, chi đoàn 1, 14 chiến xa vẫn không liên lạc được với bộ chỉ huy thiết đoàn 14 kỵ binh. Cho nên đại úy Giang, chi đoàn trưởng chi đoàn 1, 14 chiến xa đã tự ý ra lệnh cho chi đội 1 và 2 tập trung tại Tân Cảnh để tác chiến. Do đó cả 2 chi đội nói trên đều rời bỏ vị trí về Tân Cảnh ngay sau khi nhận lệnh. Chi đội 2 chiến xa tại Ben Het có 5 chiến xa M41 do chuẩn úy Nguyễn Thi chỉ huy. Vào phút chót, một chiến xa trục trặc bị bỏ lại, 4 chiến xa còn tốt không bộ binh tùng thiết, theo tỉnh lộ 512 tiến về Tân Cảnh. Khi tới eo Tử Thần thì một chiến xa bị hư. Xa đội này tự sửa chữa rồi trở lại Ben Het. Kể từ đó, chi đội chỉ còn lại 3 chiến xa M41. Nhưng chi đội trưởng vẫn cho lệnh tiếp tục. Vừa di chuyển tới cầu Đắk Mót thì đoàn xe gặp ổ phục kích nằm trên cao điểm phía bắc đầu cầu, phóng hỏa tiễn B-40 xuống. Sau một cuộc giao tranh ác liệt, chi đội chiến xa đã bị loại khỏi vòng chiến và chi đội trưởng bị bắt. Khi vào tù ở Quảng Ngãi, chuẩn úy Nguyễn Thi bị Cộng sản xử bắn trước tù binh về tội tổ chức đào thoát. Khoảng 6 giờ 30 sáng, quân Cộng sản chọc thủng phòng tuyến phía bắc Đắk Tô 2 bằng chiến xa có bộ binh tùng thiết. Cũng trong thời gian này, khoảng 1 tiểu đoàn bộ binh Bắc Việt và 1 chi đội chiến xe T-54 tấn công vào hướng Tây Bắc chú ý phòng thủ. Chi đội 3/1 chiến xa M41 tại Đắk Tô 2 sau khi được lệnh tập trung của chi đoàn trưởng di chuyển tới đầu phi trường Phượng Hoàng thì đụng địch. Sau đó, chi đội này mất liên lạc truyền tin với chi đoàn. Theo đại úy Charles Howden, cố vấn trung đoàn 47 bộ binh thuật lại, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi Tân Cảnh bị tấn công, chiếc trực thăng UH-1 đến Đắk Tô 2 đón 6 cố vấn của sư đoàn 22 bộ binh bị trúng đạn phòng không, cháy và rớt ở phía nam chu vi phòng thủ. Tại khu vực phòng thủ của trung đoàn, Chính ông đã mục kích hai chiến xa T-54 tiến vào phi trường, rồi tách làm hai ngã. Một chiếc tiến hướng Tây của phi trường, án ngữ lộ trình chuyển quân từ Ben Het về Đắk Tô 2. Chiếc kia từ hướng Bắc chạy vào giữa phi trường, tấn công vị trí phòng thủ của trung đoàn 47 bộ binh. Ngay lúc đó, hai chiến xa M41 thuộc chi đoàn 1/14 chiến xa liền được điều động và tác xạ. Mỗi chiến xa M41 bắn 3 phát đạn 76 ly vào sườn Tây của chiến xa T-54. Lúc ấy, cố vấn Carden chỉ cách chiến xa địch khoảng 100 thước, nhìn thấy chiếc T-54 bị trúng đạn và bốc khói, nhưng chưa bị hạ. Chiến xa T-54 vỏ thép dày 105 ly, nặng 36 tấn, đã phục hồi mau lẹ, rồi phản công, bắn hạ một chiến xa M41 bằng hai trái đại bác 100 ly, và ngay sau đó hạ chiếc còn lại bằng trái thứ ba. Đây là trận chiến xa cuối cùng tại mặt trận Đắk Tô 2. Trong trận giao tranh này, Trung sĩ Nguyễn Kim Dung chiến đấu rất anh dũng. Dù đã bị thương, nhưng vẫn sử dụng đại liên 50 trên chiến xa M41 tác xạ yểm trợ chiến xa phía trước cho đến khi tử thương. Chuẩn úy Nguyễn Kim Vượng, chi đội trưởng 3/1 chiến xa, bị bắt sau cuộc phản công này. Đúng 4 giờ sáng, hai chiếc chiến xa PT-76 của Cộng quân tại Bắc kho đạn bắt đầu tấn công. Chi đội 1/1 chiến xa khai hỏa bắn trúng hai PT-76 nhưng không cháy, mà chỉ nằm quay ngang trước cổng kho đạn. Để phản công, địch quân phóng hỏa tiễn AT-3 vào chi đội 1/1 chiến xa do thiếu úy Trần Nhuần chỉ huy. Chiến xa chỉ huy bị trúng đạn, thiếu úy Nhuần chết ngay tại chỗ. Đại đội tham kích giữ kho đạn đã tự động rút lui lúc nào không rõ. 4 chiến xa M41 còn lại và hai thiết vận xa M113 của ban chỉ huy chi đoàn đã anh dũng chống trả. Trung sĩ Nguyễn Văn Khánh, hạ sĩ quan truyền tin trên xe chỉ huy M113, đã nhảy lên thay thế xạ thủ đại liên 30 bị tử thương. Trong khi Khánh tác xạ vào đơn vị bộ binh địch đang bảo vệ hai PT-76 bị ta bắn hạ, thì một trái B-40 của đối phương phóng trúng vào xe M113 chỉ huy. Kết quả, Trung sĩ Khánh tử thương, đại úy Giang bị thương. Đại úy Giang được đồng đội cõng chạy vào rừng, nhưng sau đó đã bị bắt vào ngày 3 tháng 5 năm 72. Vào tháng 3 năm 1973, theo Hiệp định Ngưng bắn Paris, Giang được trả tự do trong chỉ giao đi tù binh giữa hai miền Nam Bắc. Cùng lúc này, các đơn vị của Sư đoàn 2 Cộng sản Bắc Việt có chiến xa dẫn đầu tấn công bằng hai mũi dùi tiến từ hướng Bắc và Đông vào căn cứ Tân Cảnh. Lúc 6 giờ sáng, chiến xa T-54 theo đội hình hàng dọc tiến vào cổng chính. Nhưng sáng hôm đó, sương mù dày đặc, không quân chiến thuật không thể hoạt động được. Trực thăng võ trang còn cách xa khoảng 30 phút bay, nên các đơn vị trú phòng hoảng hốt, rối loạn hàng ngũ, vội vã tìm cách đào thoát khỏi căn cứ. Nhận thấy tình hình vô vọng, Đại tá Kaplan, cố vấn trưởng sư đoàn, đã liên lạc khẩn cấp, yêu cầu cố vấn trưởng quân đoàn 2 bay lên cứu ông và toán cố vấn. Khoảng 4 giờ sáng, ông Paul Vann, lái trực thăng trinh sát đặc biệt OH-58 Kiowa, loại mới nhất của Hoa Kỳ, đáp xuống một bãi đáp rất nhỏ bên cạnh bãi mìn để bốc đại tá Kaplan. Trước khi trực thăng đáp xuống, đại tá Kaplan đã đến báo cho đại tá Lê Đức Đạt và yêu cầu ông cùng lên trực thăng ứng cứu của ông Paul Vann, nhưng đại tá Đạt đã từ chối. Vị tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh đã biết rõ tình hình rất bi đát, thế nhưng ông vẫn không yêu cầu trung tướng Ngô Du cho trực thăng bay lên cứu. Đại tá Đạt ra lệnh cho tất cả các quân nhân còn lại trong căn cứ tìm cách thoát ra ngoài căn cứ trước khi trời sáng. Ông bắt tay vĩnh biệt các sĩ quan và đại tá Hùng, tư lệnh phó, và ông đã ở lại với Tân Cảnh. Theo lời kể của đại tá Kaplan và một số nhân chứng, đại tá Lê Đức Đạt đã tự sát sau khi căn cứ bị Cộng quân tràn ngập. Riêng với đại gia đình sư đoàn 22 bộ binh, ngày 24 tháng 4 năm 72 là ngày mà vị tư lệnh mặt trận Tân Cảnh mùa hè 72 đã vĩnh viễn ở lại với chiến trường. Sau khi cố vấn Vann rời khỏi Tân Cảnh vào giữa trưa, hàng loạt hỏa tiễn AT-3 phóng vào căn cứ, gây thiệt hại nặng nề cho quân trú phòng, đồng thời phá hủy một pháo đài kiên cố và 4 chiến xa M41 còn lại. Nhưng sự thiệt hại nặng nề nhất là tinh thần chiến đấu của quân nhân các cấp xuống rất thấp, nhất là khi họ thấy quân đoàn không can thiệp để xin B-52 yểm trợ hành quân như thường lệ. Về chiều, phía ngoài vòng rào căn cứ, các đơn vị bộ binh thuộc trung đoàn 42 vẫn giao tranh ác liệt với cộng quân dọc theo đường thủy dẫn vào cổng trại. Khoảng 7 giờ tối, cộng quân thu dọn chiến trường rồi lui binh sau khi phóng đi một loại hỏa tiễn B-40 và B-41 và các cao điểm ở gần phi đảo L-19. Theo tin tức ghi nhận được từ các sĩ quan từ Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 22 Bộ binh, thì mặc dù chiến xa địch đã đột nhập được vào căn cứ, nhưng quân Cộng sản chưa dám xuống hầm chỉ huy. Do đó, vào khoảng 10 giờ sáng, sư đoàn đã liên lạc được với không quân chiến thuật để xin đánh về hướng Bắc, ngã ra phi trường L-19, phá hủy hàng rào, mở đường máu, trực đơn vị rút chạy. Thiếu tá Vũ Khánh Dư, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 14, kỵ binh, đã tử thương ngay tại hàng rào. Sau khi mất Tân Cảnh, ngày 25 tháng 4, tướng Ngô Du cho lệnh triệt thoái quân phòng ngự tại căn cứ hỏa lực 5 và 6, trục lộ từ Tân Cảnh về Kon Tum hầu như bỏ ngỏ.